Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thái Di Động. Vâng, thưa các bạn, siêu phẩm Galaxy S8 và S8 Plus dự kiến là sẽ có một thiết kế hoàn toàn lột xác so với các thế hệ tiền nhiệm. Và mới đây thì hình ảnh thực tế sắc nét về bộ đôi siêu phẩm này đã được xuất hiện. Trang tin Phone Arena đã cung cấp cho chúng ta một loạt ảnh thực tế được cho là của Galaxy S8 Plus. Các bức ảnh được chụp bên trong một chiếc ô tô, qua đó tiết lộ thiết kế của Galaxy S8 Plus cũng như giao diện màn hình khóa, cài đặt camera, trình duyệt web của thiết bị. Danh sách một số phụ kiện cho bộ đôi flagship mới từ nhà sản xuất Hàn Quốc cũng xuất hiện, bao gồm Clear View Standing Cover, LED View Cover và Keyboard Cover, tất cả đều có giá 60 USD. Đáng chú ý là Dex Station giúp kết nối Galaxy S8 với màn hình phụ, tương tự như tính năng Continuum, có giá là 150 USD. Và không chỉ dừng lại ở những hình ảnh thực tế sắc nét, mà mới đây thì kênh YouTube Gadget View đã chia sẻ hai video mới tiết lộ hầu như là hoàn toàn thiết kế của bộ đôi siêu phẩm này. Galaxy S8 và S8 Plus mặc dù có kích thước màn hình lớn 5.8 và 6.2 inch, nhưng kích thước tổng thể của hai thiết bị này vẫn rất nhỏ gọn khi so sánh với cả Galaxy S7 Edge và iPhone 7 Plus. Bên cạnh đó, ở phiên bản màu đen trong video này, các siêu phẩm nhà Samsung đều toát lên vẻ liền lạc rất sang trọng và hút mắt. Người thực hiện video này cũng đã thử sử dụng cảm biến vân tay của S8, cho thấy thiết bị này không hề bất tiện như mọi người vẫn nghĩ nhờ vào kích thước thon gọn của thiết bị. Galaxy S8 và S8 Plus sẽ ra mắt vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Cả hai sẽ trang bị màn hình Super AMOLED độ phân giải 2K. Dự kiến giá bán cũng sẽ cao hơn so với Galaxy S7 khoảng 100 USD. Huawei P10 và P10 Plus đã được ra mắt cách đây ít ngày tại Trung Quốc, và bây giờ thì nó đã được bán trực tuyến trên trang web JD.com của nước này. Và ngay từ khi được bán ra thì bộ đôi Huawei P10 và P10 Plus đã đem lại một kết quả rất là đặc biệt. Theo trang Gizmo China, trong ngày bán hàng đầu tiên của Huawei P10 trên JD.com bắt đầu lúc 18 giờ 8 phút ngày 24 tháng 3, một con số doanh thu đáng kinh ngạc đã xuất hiện. JD.com tiết lộ rằng doanh thu của Huawei P10 và P10 Plus đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ chỉ trong 1 phút sau khi bắt đầu bán. Vì vậy, vào lúc 18 giờ 9 phút, công ty này đã tạo ra tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ. Phiên bản rẻ nhất là Huawei P10 với RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong, có giá 550 USD, trong khi bản đắt tiền nhất là Huawei P10 Plus với RAM 6GB và bộ nhớ trong 256GB, có giá lên tới 810 USD. Xét về giá cả và tổng doanh thu, chúng ta có thể nói rằng Huawei đã bán được 20.000 cho đến 25.000 chiếc trong ngày bán đầu tiên. HTC Uplay có thể nói là một chiếc smartphone đánh dấu sự lột xác của HTC, bởi vì thiết bị này có rất là nhiều điểm mạnh. Thiết kế bóng bẩy nè, camera rất là ngon, trợ lý ảo HTC Sense Companion đánh dấu cho người dùng một cái trải nghiệm thông minh hơn. Và mới đây, một tin vui là HTC Uplay vừa được giảm giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ còn có 9.990.000 đồng mà thôi. Uplay được thiết kế theo ngôn ngữ Liquid Design, với mặt kính trước sau đều được bo cong, tạo cảm giác bóng bẩy và sang trọng. Camera cũng là điểm nhấn của máy, được trang bị cảm biến 16MP trước sau, tiêu cự 28mm. Camera sau có chống rung quang học OIS cùng khả năng chụp ảnh RAW. Về cấu hình thì Uplay sở hữu con chip Helio P10, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, máy có màn hình Super LCD 5.2 inch Full HD, dung lượng pin 2500mAh và hoạt động trên nền tảng Android 6.0 Marshmallow. Và cuối cùng, thưa các bạn, bên cạnh người anh em HTC Uplay thì mới lên kệ được khoảng hơn một tháng thôi, HTC U Ultra mới đây đã được điều chỉnh giá cực kỳ sốc. HTC U Ultra đã được điều chỉnh giảm giá từ 18.490.000 đồng xuống chỉ còn 15.990.000 đồng mà thôi, giảm tận 2.500.000 đồng. HTC U Ultra sở hữu cấu hình gồm màn hình chính 5.7 inch, màn hình phụ 2.05 inch, độ phân giải 2K. Bên trong tích hợp chip Snapdragon 821, bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, cùng camera trước sau là 16 và 12 megapixel. Và đó, tất cả thông tin của Hi News ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Di Động thông qua cái logo màu vàng này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!